duy nhất. Ngày sương gió quấn áo ấm quanh thân mà đi. Chị cũng bình thường thôi các em. Làm sao sống sót qua đời. Mình ở 98. Hello Lâm à. Hello Ngọc Lam. Hello hello. Ngập tràn bao vô vọng. Hát mà như hét đi. Sợ thật. Sợ quá, sợ ma. Thank you mọi người đã follow nha. Anh sắp boy ở bên nước nào á? Em đang ở Việt mà, em đang ở Hà Nội không? Anh gấu ở đâu á? À anh sắt bòi đâu á? Tên anh như thế thôi nhưng mà anh không phải như thế đâu, đúng không? Tối á? Sợ tối? Nhà tối á? Nhà sáng mà. Đang ở phòng trọ này. Sao lại phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Bây giờ anh phải làm sao đây? Đúng không? Kiểu kiểu thế. Muốn tìm về đằng sau, muốn tìm về con đâu. Nếu như mắt đã rơi hôm qua sẽ còn nắng bốc hay hôm nay nên anh tìm về tương lai. Muốn ở gần em mai, hãy nếu cuộc đời có theo bên anh chỉ là những vết thương. Hello bạn gấu. Thì để xem sớm nay không còn đau lòng nữa. Hello vợ liệu toàn các cháu 2K7 vào gọi vợ sợ thế. Mình chẳng hiểu sao mọi người có thể nói tổ thế luôn đấy. Bị sao ấy? Cứ vào gọi vợ mới sợ chứ. Đâu có thấy em đâu. Mọi người bị. Em ăn rồi ạ. Và dường như trước khi em tồn tại, anh sau đêm chỉ là những giọt nước cơn mưa. Hết vợ đấy mà xã mới sợ chứ. Thôi, chắc tôi phải đi sang thế giới khác thôi. Thế giới này là dành của giới trẻ, mình chịu. Mình ăn bánh mì. Mình ăn bánh bao, bánh mì ấy. Bum 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 bum. Hôm nay cuối tuần rảnh đúng không? Các cháu 2K7, 2K8 đã rất là nhiều. Sợ thật, mình bị hãi luôn ấy. Hello Hà Vi. Có nhan sắc đâu mà mê. Xấu như chó. Hello Thumi. Thumi à? Hello. Có ai náo đâu? Mình không náo nha. Mình chỉ gọi một chút 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 thôi. Thank you.
gọi mẹ vô mới được á. Ăn nhong. Em cảm ơn anh ạ. Wow, nếu mà nó bỏ cái dâu đi thì chắc đẹp hơn đấy nhỉ. Nó có cái dâu á. Cái này người ta gọi là đẹp trai á. Em đang ngồi. Em đang đi chơi. Mất. Hình như là bị ẩn rồi. Mất rồi. Comment lại đây bạn ơi. Bạn ơi. Hello Black. Chồng idol á, sợ chồng idol là sao? Nói vô. Không hiểu. Các giới trẻ rồi nói khó hiểu quá ấy. Hay mình già quá mình không hiểu những cái đấy. Mình không thể hiểu ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ được thề. Vì hôm nay cuối tuần mọi người ở nhà đông nhở. Ô mình like chẳng có ai xem đâu. Động lực quá hả? Mất lỡ rồi không thấy. Hello anh Rưu. Chào cháu để chịu. Sang lít khác đi anh gấu. Em 90. Anh Sắt Boy ơi, kiểu mọi người hay hỏi là chín mấy thì kiểu người ta đã hỏi chín mấy rồi mình thà nói đại 90 cho nhanh. Không người ta lại em mới like mà. Alo. Em mới like được 2 tháng ấy. Hello anh Bết Nguyễn nha. Hello mọi người Mayo. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Em cảm ơn ạ. Hello em. Đây rồi. Em thấy rồi. Hello Khánh Đạt. Anh Sắt Boy ở Hà Nội hả? Mình bị người bị nhiễm điện rồi, không ngồi yên được. Đúng rồi nhá. Hôm nay cuối tuần được nghỉ đúng không ạ? Trời ơi, mình nhạt nhẽo quá, nói chuyện không biết nói gì. Ơi nồng ơi. Hello cháu. Anh Gấu đi làm tóc chưa? Alo. Anh vừa đến quán á. Thế ăn cho mà đã đi rồi. Hello anh Tuân. Không được đi nha.
Em thấy anh Tuấn vào đó không chào xem biết mặt luôn. Chưa ăn mà đi á. Gì lạ nhở? Không đói hả? Vừa đói vừa nóng. Không ăn để chịu. Không ăn để nhịn đi. Chào em. Em rất là chào anh. Thêm đi kiếm gì mà ăn đi cho. Không đói chứ choa bây giờ. Anh Tuấn ăn trưa chưa ạ? À? Em ship gì cho anh đi. Ăn lâu rồi á? Bên đó đang làm mấy giờ nhỉ?